ta sẽ di chuyển đến địa điểm quay hình. Cách đây nó là một cái ao. Sao ba cách đây sao? Về tới tận Long An rồi con. Nói chung là đây là cũng là Long An luôn rồi đó. Ráp danh không? Ở đây tại ối chút đúng không mà. Hôm nay vừa dẫn hai đứa gái về quê để giả cho mấy con ở dưới quê có mấy ông chú bây giờ bỏ để con vừa giới thiệu cho mấy ông chú. Có sao mà chọn, mất xã quá vậy? Có ai chọn thì chọn chứ trên Sài Gòn thì giờ đó, gã hoài không được. À, gã con nói ba này, anh Tâm xe ôm có người yêu chưa ba? Tâm xe ôm nó có vợ rồi, vợ nó có vợ nó là người yêu á, nhưng mà người yêu của nó cũng là bị chồng bỏ. Mà nó mới quen á, từ chú ba nghĩ tụi con phải thật sự là con đang định nhờ ba là gả anh Tâm xe ôm cho con mà rồi ba nói vậy con hết biết nói sao luôn. Chồng chạy sơ mà vậy hai chồng chạy sơ ha, vậy ba sẽ mua cho tụi con 10 chiếc xong hai vợ chồng chạy xong đẻ con đẻ 8 đứa nữa đẻ rồi xong trời đất ơi làm đoàn xe ôm mà chăm với ráp với lại gù việc gọi là công ty gia đình đó mọi người. Ba Phương Dừa thành lập công ty gia đình cho thành lập lễ thành hôn cho Nấm Bi và anh Tâm xe ôm và mua 10 chiếc xe để làm sính lễ đến mình sẽ về Cần Thơ mình đưa dâu về Cần Thơ bằng xe ôm. Chạy xe ôm ở bến Ninh Kiều cũng được, có cách hai đứa mà có con đẻ đi xe ôm đẻ luôn. Nhưng mà con nghĩ là đẻ 8 đứa là hơi căng với ba, phải mất chục năm mới ra được 8 đứa, mười mấy năm mới ra được 8 đứa thì sao mình nên về sinh đôi mình đẻ được chừng 4 lần được là đủ rồi. 4 lần là một là được 8 đứa rồi. Sinh đôi mày nguy hiểm quá. Đẻ mổ không á. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi nha. Bye bye mọi người.